Xay da à? Xay da các bạn lên đồ này nhá. Xay da các bạn lên đồ chuẩn là nó như này nhá. Từ từ đợi tôi chút. Xay da các bạn lên đồ chuẩn là đồ như này nhá. Lên đầu tiên là lên cái lưỡi hái này trước này. Tại vì lưỡi hái này nó cho các bạn cái lượng hồi mana khá là ngon ở trong cái phiên bản trong cái meta hiện tại thì nó rất là ngon nha các bạn nhá. Đó, 1,5 giây là nó đã hồi lại mana cho bạn rồi. Thì cái lưỡi hái này nó khá là hợp lý này, rất là hợp lý. Nó có hồi chiêu, nó có tỷ lệ chí mạng, nó có cả sức mạnh công kích luôn. Lên đồ này trước cho Saya, xong rồi bắt đầu công rồi lên đồ tiếp theo, đó là cái cung phong linh hoặc là cái nỏ tử thủ hoặc là cái móc diệt thì đó là tùy team thôi. Team ví dụ mà team mình cứ giấy ấy, hoặc là công muốn chơi theo cái kiểu cơ động hơn ấy thì công lên cung phong linh. Giày thì cứ đóng hẳn cho tôi cái giày này là tít nhất rồi. Đó, cứ hai đồ này trước này. Xong rồi công đóng cái vô cực vào là binh. Ba đồ này là công đã chùm rồi đấy. Đấy, ba đồ này là công đã vãi nồi luôn, độc cắt mồi đấy, không thằng nào chơi lại công đâu. Độc cô của bại đấy. Đóng thêm cái đại bác liên thanh nhá, đôi 400, 5 đồ. Đồ cuối thì anh em cân nhắc nhá. Đồ cuối thì các bạn cân nhắc. Cân nhắc một là giáp thiên thần. Nói chung là giáp thiên thần là đánh tự tin nhất. Nếu mà đánh để mà tự tin nhất ấy thì công cầm giáp thiên thần. Đó, nó kiểu nó đỡ loạn choạng tay chân. Không là ông nào đánh kiểu thích mech play thì công cầm cái này, công thay vào cái giáp thiên thần là cái đao thủy ngân. Đó, còn không thì ấy, công lên thẳng cái huyết kiếm cho nó cẩn thận. Thì đồ như này là nói chung là đồ này là đồ binh nhất nhá. Đồ này là đồ binh nhất. Đây này, đồ xảy ra là đồ binh nhất này. Còn bảng ngọc nhá, bảng ngọc thì các bạn xài điểm này cho tôi. Bảng ngọc thì đa số nó sẽ cầm nhịp độ các bạn. Đa số thì con này sẽ cầm nhịp độ. Con này sẽ cầm nhịp độ trên người, nó không cần phải cầm cái điểm mà hiện diện trí tuệ đâu. Các bạn cầm cái máu vượt trội này này. Máu vượt trội này khi mà các bạn lên cái huyết kiếm ấy hoặc là có cái nỏ tử thủ ấy, nó tăng thêm cho bạn thêm một lớp giáp nữa. Khá là nhiều giáp đấy. Cũng gần 1000 máu đấy, không phải ít đâu. Nếu mà các bạn lên đồ chuẩn, nếu mà các bạn lên mấy cái đồ mà ghép với nhau ấy. Nỏ tử thủ này, nỏ tử thủ xong rồi lên cái huyết kiếm này. Đấy, giờ các bạn cộng thêm cái hồi máu vượt trội này nữa làm cả 1 tỷ giáp rồi. Đúng không? Cả 1 tỷ giáp rồi đó. Bifurton lấy sát lực á, Bifurton lấy sát lực yếu bạn ạ, không khỏe đâu bạn. Em đang tập chơi thả diều thì nên tập phím A hay chỉ chuột anh? Nếu mà em chơi AD thì anh nghĩ em nên tập phím A, chuột trái và chuột phải. Nó sẽ có một cái tổ hợp phím cho em để em hit and run. Nếu mà theo cái cách gọi là thông thường và phổ thông nhất ấy thì người ta sẽ thải phím A, chuột trái, đó là một tổ hợp phím. Phím A chuột trái tức là nhấp di chuyển tấn công. Em hiểu không? Còn chuột phải tức là di chuyển để né skill, để gọi là né skill và kiểu nó hủy cái thao tác khi mà ra đòn đánh ấy. Đấy, nó gọi là hủy animation. Thì em có thể xài cái bộ chiêu thức đấy, em sẽ có thể xài theo cái kiểu đấy. Nó thủ công nhất nhưng mà nó lại hiệu quả nhất, bởi vì nó sẽ giúp cho cái tay của em linh hoạt hơn khi mà em đánh trong combat. Hay là em bắn chiêu em cũng rất là linh hoạt. Thì em muốn luyện tập thì em hay vào phòng tập. Em bỏ 4 cái hình nộm ra, em để 4 góc. Rồi bắt đầu em luyện hết hình răn trong đó. Em sẽ luyện từ 0 chấm trước. Và bắt đầu em về em mua giày, rồi mua những cái đồ attack speed từ 1 chấm, rồi lên 2 chấm. Thì khi mà em luyện tập theo kiểu đấy ấy, thì em sẽ đánh tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà mỗi ngày em nên warm up khoảng tầm 15 phút đến 20 phút để cho cái tay chân của mình nó ok hơn. Đó. Thì đấy là cái cách. Đấy là cái cách nha em nhé. Hết trận setting hit and run được không anh? Đây tôi bảo này. Đây để tôi sẽ hướng dẫn cho công nha. Tại vì tôi nói đôi khi là công lại không có hiểu, không có hình dung ra. Thì bây giờ ấy, ví dụ mà công muốn luyện tập hit and run này, công vào phòng tập nhá. Phòng tập. Công chơi con Ace tôi. Ừ, Ace á. Công cầm cái điểm và nhịp độ này này. Ờ, nhịp độ thôi được rồi. Để đấy thôi được rồi. Công vào nhịp độ này. Công để con gì nhỉ? Để con, nếu mà có siêu phẩm thì để siêu phẩm được. Là ngon nhất. Ace hit and run là nhìn mượt nhất. Đó, bạn vào nhá. Trước hết là bạn cứ full cấp đi. Ờ, cứ để 10 lại. Chỗ đây thôi. 1.3 này. Trước hết các bạn đấy, để 4 cái hình độ ra này. Đó, hit and run này. Các bạn sửa anh ấn vào cái này này. Ừ. Các bạn ấn phím A nhá, các bạn thấy không? Khi bạn ấn phím A này thì nó sẽ hiện một cái vòng này này. Đấy. Còn cái mũi tên ở đây này. Đó, đấy là nhấp di chuyển tấn công đấy các bạn. A cho mục tiêu, rồi di chuyển. Các bạn thấy không? Đấy là ba thao tác nha. A mục tiêu di chuyển. A mục tiêu di chuyển. A mục tiêu di chuyển.
đó thì nó sẽ hiện ra kiểu đấy. Đấy, đấy các bạn cứ luyện tập từ từ dần dần theo như này. A một kêu di chuyển, A một kêu di chuyển, A một kêu di chuyển. Di chuyển là gì? Di chuyển là để né skill ấy. Cái lúc mà di chuyển ở này, qua lại này là lúc mà công né skill đó. Đó, A là di chuyển. Mất tầm đánh như bạn để hiện cái tầm đánh đây này. Bật cái phần giao diện lên rồi chỉnh cho phần hiện tầm đánh ở đây. Đấy. Đó thì đó là cơ bản ở đây, nó là cơ bản lắm rồi đây nha công nha. Tôi chỉ từ cơ bản đến khó cho công luôn đấy. Đó bạn nâng cấp, full nâng cấp luôn đi. Rồi thêm bàng này. Rồi mua giày này. À mua giày này. Đấy cái mua tầm khoảng tầm 5 cái lệnh được. Cái này mua một cái à. Rồi sau đó lên cái cuồng cung đi cũng được. Nói chung là lên cứ mắc đồ attack speed ấy. Ừ. À. Rồi bạn luyện tập từ từ dần dần lại nhá. Quên mất 100 mấy thôi. À 161 này. Ta luyện tập tiếp này. A này. Đó. Luyện tập đến 161 này. Các bạn luyện tập làm sao ấy để khi nào mà nó không có cái động tác thừa ấy. Nó không có động tác thừa trong này này. Đó. Tức là nó sẽ không có cái nhịp nghỉ các bạn hiểu không? Các bạn đánh bắn liên tục luôn. Tại vì khi mà các bạn ra đòn này, các bạn thấy không? Khi mà anh em ra đòn này, đó, cái lúc mà nó đang kéo cung ấy. Cái lúc mà con Ace đang kéo cung là cái lúc các bạn di chuyển. Không bật di chuyển, à không bật nhá, không bật tốc độ đánh nhá các bạn. Không bật tốc, không bật cái ở đâu nhá. Đừng bật tốc tự động đánh, tại vì tự động đánh nó sẽ làm cho các bạn hit and run trượt đấy. Nó sẽ làm cho các bạn kiểu không có khớp đâu. Nếu các bạn làm quen đấy, các bạn chơi quen đấy thì nó sẽ thành cái gì? Nó sẽ thành cái bản năng của các ông. Cái bộ não của anh em sẽ ghi nhớ được cái thao tác mà các bạn xài liên tục. Tôi có thể vừa nói mà tôi hit and run với các bạn vẫn được luôn. Đó, tôi có thể vừa nói mà tôi chơi game với các bạn tôi hit and run vẫn được. Thì đấy là cái gì? Đấy là cái này là ấy. Cái này nó là cái bản năng rồi. Nó là cái thao tác mà kiểu chăm hay không bằng tay quen rồi. Các bạn hiểu không? Nó là chăm hay không bằng tay quen rồi. Các bạn biết là các bạn sẽ phải ấn như nào rồi. Các bạn nên làm cái này trong vòng, nói chung là cứ 15 phút một ngày. Cứ 15 phút một ngày, cứ 15 phút một ngày thôi. Đó, các bạn bắt đầu các bạn nâng cấp lên thêm. Rồi là chăm, chị lấy là đúng không? Rồi là bây giờ là 2 chấm. 2 chấm. 2 chấm đi bạn đấy. 2 chấm đi bạn lại luyện thành 2 chấm để cho nó. Đó, để cho nó khớp. Đó. Nói chung là phải quen các bạn ạ, phải quen. Đó, các bạn thấy không? Dạ không, nếu mà không sửa được thì anh phải, nếu mà sửa không được thì anh phải xóa game đi tải lại thôi anh ơi. Bởi vì em chỉ biết mỗi cách đấy thôi anh ạ. Đó, đây là cách khi làm run nhá. Nhưng mà nói chung là phải luyện bạn ạ, khó thì khó thật, nó sẽ mỏi đấy. Nó sẽ mỏi thay vì các bạn xài phím như này này. Nó sẽ có cái cách khác. Đây là cái cách phổ thông nhất. Tôi xin nhắc lại đây là cách phổ thông nhất. Tôi chả cài cái gì cả. Cái cách này thì tôi không cài gì hết. Bởi vì nó là cách phổ thông nhất. Đó.